Chị P có con 10 tháng sau tiêm phòng trở nên lười ăn, thấy cháo là khóc và uống sữa ít hơn bình thường. Mẹ đang xem video này chắc hẳn cũng gặp phải vấn đề trẻ biếng ăn sau tiêm phòng tương tự chị P, vậy có cách nào để bé ăn tốt trở lại không? Video sau đây sẽ cho mẹ những thông tin hữu ích. Biểu hiện trẻ biếng ăn sau tiêm phòng. Đây là tình trạng rất hay gặp sau tiêm phòng mẹ có thể để ý thấy trẻ có các biểu hiện giống như chị P mô tả. Trẻ trở nên lười ăn hơn bình thường, bú ít, uống ít sữa hơn, thấy đồ ăn là khóc, thông thường tình trạng này sẽ chỉ kéo dài 7 đến 10 ngày sau đó sẽ tự hết. Vì sao sau tiêm phòng trẻ trở nên biếng ăn? Nếu từng đi tiêm phòng rồi mẹ cũng biết nhiều người lớn còn rất sợ tiêm huống chi là trẻ nhỏ. Sở dĩ tiêm phòng khiến trẻ biếng ăn là do hoạt động của vaccine sau khi vào cơ thể trẻ gián tiếp gây ra. Nguyên nhân này có thể được giải thích như sau. Vaccine được tiêm với mục đích giúp cơ thể hình thành hệ miễn dịch để chống lại các tác nhân gây bệnh. Khi vaccine vào máu, cơ thể sẽ coi đây là yếu tố lạ, nhận diện và huy động tất cả các hệ thống bảo vệ để chống lại nó. Cơ chế này giống như một cuộc tập trận giả, trẻ sẽ phải đối mặt với tác nhân giống như thật. Do đó, trẻ nào sức đề kháng kém một chút sẽ có biểu hiện mệt mỏi, và quấy khóc, khi phản ứng này trở nên quá mức trẻ còn có thể bị sốt trên 38,5 độ C. Ngoài ra trẻ cũng hay sưng đau tại vị trí tiêm và có tâm lý sợ hãi khi tiêm, tất cả những yếu tố kể trên đều là nguyên nhân dẫn tới tình trạng trẻ biếng ăn, không muốn ăn uống gì sau tiêm phòng. Vậy đâu là giải pháp dành cho mẹ? Những biểu hiện sau tiêm phòng kể trên là phản ứng rất bình thường của cơ thể. Do đó, trẻ lười ăn sẽ tự hết sau 7 đến 10 ngày khi hệ miễn dịch đã ổn định trở lại, tuy nhiên có nhiều mẹ sốt sắng sợ con không đủ chất nên cố gắng ép con ăn cho bằng được sai lầm này sẽ khiến trẻ đi từ biếng ăn sinh lý trở thành biếng ăn tâm lý đáng nhẽ để bình thường thì biếng ăn sinh lý sau tiêm phòng sẽ tự hết nhưng khi bị ép ăn trẻ hình thành sợ hãi đồ ăn và câu chuyện giải quyết vấn đề biếng ăn tâm lý trở nên khó khăn hơn rất nhiều vì vậy mẹ tuyệt đối đừng ép con ăn thay vào đó mẹ có thể áp dụng những biện pháp dưới đây chuẩn bị đồ ăn lỏng mềm trẻ ăn cháo súp sẽ dễ ăn hơn đồng thời cũng dễ hấp thu hơn Mẹ cần lưu ý đảm bảo các món ăn phải đủ chất đạm, đường, béo và đặc biệt là các loại vitamin khoáng chất từ rau củ quả, trái cây. Chia nhỏ thành nhiều bữa. Điều này sẽ giúp trẻ ăn ít mà vẫn đủ dinh dưỡng cho một ngày. Khi trẻ đã chán ăn, thời gian ăn cũng sẽ kéo dài. Do đó, ăn nhiều chỉ khiến mất thời gian làm đồ ăn nguội, mất ngon và trẻ cũng dễ chán. Bổ sung men vi sinh, kẽm, lysine, vitamin nhóm B giúp trẻ ngon miệng hơn trong thời gian này mẹ có thể sử dụng một số sản phẩm hỗ trợ để giúp con nhanh chóng hồi phục sau tiêm men vi sinh giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột nhờ đó hệ tiêu hóa được bảo vệ và hấp thu tiêu hóa tốt thức ăn các vitamin và khoáng chất như vitamin b kẽm lysin selen có tác dụng kích thích trẻ ăn ngon những chất này giúp cải thiện đáng kể tình trạng biếng ăn sau tiêm phòng các nhóm thực phẩm dầu kẽm vitamin b lysin phải kể đến hải sản trứng các loại đậu sữa như vậy, chị P hay những mẹ có con biếng ăn sau chích ngừa không nên quá lo lắng. Đây là phản ứng rất bình thường của cơ thể và với những chia sẻ ở trên, hy vọng rằng mẹ và bé sẽ nhanh chóng vượt qua được vấn đề này. Chúc các mẹ áp dụng thành công. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 0929197777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook thầy thuốc Lê Minh Tuấn cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi